ra nước tặng cho Titi nha. Con ba con nữa. Con cũng tắm hả? Dạ. À. Bao nữa. Nóng quá. Tắm này mát lắm ấy nhờ. Rồi. Chờ mẹ một tí, mẹ đi bế em Titi ra lại nha. Titi tắm nào. Kéo tay áo lên lại nha. Thôi là ướt hết tay áo của mẹ luôn. Ướt hết tay áo. Titi nào. Không tay ngập đâu. Đúng rồi. Mẹ rửa cái móng tay cho Titi lại nhá. Tắm mát cho Titi đi chơi nhờ. Cho đi chơi với em. Bác chào. Ông rồi. Chơi nhiều thế á? Dạ. Titi ngồi yên đi, mẹ tắm cho. Thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Đây để mẹ. Thích không? Đầu nha. Thích không? Thích không? Em Titi lên đi. Em Titi khoái nhất là cái lúc em Titi được tắm. Nha. Thế không Titi? Mẹ rửa tay cho thật sạch nè. Ý con ơi, tay đang bẩn lắm, đừng có đưa lên miệng nha. Titi bơi đi. Mẹ tắm thử massage cho mẹ thích. Massage. Mẹ massage đâu? Đây, đây, massage như thế này này. Mẹ cho massage cho Titi. Ok. Titi lặn kìa. Để cho em bơi tí. Mát nào. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ướt hết chân mẹ rồi. Ướt hết chân mẹ rồi. Titi, ướt hết chân mẹ rồi, băng to. À, để yên cho em bơi một tí. Thích chưa? Được chưa? Mẹ con nào. Rồi thôi đi lên mẹ tắm cho. Lên mẹ tắm cho để nhanh để đi chơi nhá. Nhanh để đi chơi nào. Mẹ con cũng bụng người. Con cũng bụng người hả? Thế tí mẹ tắm cho con nhá. Mẹ tắm cho em Titi xong rồi mẹ tắm cho con. Mẹ ơi, con vô phòng kinh nhá. À, thế con vô con chờ mẹ rồi mẹ tắm cho em Titi xong rồi mẹ vô mẹ với em Titi vô nhá. Rồi con đi vô đi. Ăn rồi, mẹ. Titi ơi.
mẹ rửa cái móng chân này xong rồi nha. Tía con. Rồi xong rồi, để mẹ bé lên đi vô với chị Gấu nào. Thôi không lặn nữa con. Mẹ cắt chai sữa tắm lại nha. Cắn mà. Đây mẹ bóc cho con nào. Con ăn cho dễ. Để này, con bỏ vỏ vô đây. Không được. Đây. Bỏ vỏ vô cái góc này nè. Mẹ nhặt lên rồi. Rồi con ăn đi. Mẹ mời hai chị em nhá. Nho ngon quá. Căng mọng luôn nhờ. Nhất Titi ở đây, tắm thì có mẹ tắm cho, xong mà lên đến nơi là có chị Gấu chuẩn bị đồ ăn cho nhờ. Gấu này, ngon không? Cho con nè. Không ăn á? Con tự bóc hả? Nho ngọt nhờ. Chị hết chưa? Con lấy cho em tí quả đi. Con lấy cho em tí quả đi. Tí hết rồi. Chưa to, chưa ngon luôn nhỉ. Chưa to. Chị Gấu giỏi quá. Mẹ cắn ngon. Ngon hả? Con lấy quả khác đi. Đây là quả này to ngon nè. Ừ, tạm nhau ta. Đây nè. Món bạn đây. Ừ. Món thích ăn nho. Ừ. Bóc hạt à? Mẹ cắn cả hạt luôn, à mẹ cắn cả vỏ luôn. Mẹ nhặt lên rồi. Thế này hả? Đi ăn xiên nhanh. Úi dồi ôi, cẩn thận lại bật ngửa ra. Giống hôm nọ. Anh chị em ngồi đây ăn trái cây đi nhá. Mẹ xuống mẹ đi dọn lau dọn dưới bếp đi nhá. Để ăn với em nhá, ngồi đang với chị nhá, tôi đi nhá. Cảm ơn con ạ.